Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể tất cả các vị, điểm đến của ngày thứ ba của mình hôm nay đó là Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo. Đây là điểm cúng thứ hai, nhưng tại sao gọi là điểm đến thứ ba? Tại vì cái điểm thứ nhất là chúng ta đã ghé tại Vinh Sơn Trung. Điểm ghé thứ hai là mình ghé chỗ hai cây, ba cây mai, là một cái biểu tượng của mùa xuân của tỉnh An Giang, phải nói hết sức là đặc biệt. Và nơi đó chúng ta chỉ có mình ghé để tham quan chứ không có chương trình gì khác. Và cái điểm thứ ba, thay vì mình sẽ ghé ở dọc đường nhưng mà thôi mình chạy thẳng về Tổ Đình để mình cúng, rồi mình ngồi đây nghỉ ngơi để chiêm ngưỡng lại những cái quang cảnh chung quanh của Tổ Đình, để ngồi lắng lòng cho nó nhẹ nhàng lại một tí trong môi trường sống của mình. Nói chung là trong một năm qua, bản thân mình cũng đeo đuổi theo công việc, mặc dù đó là từ thiện nhưng nó rất nhiều công việc khác nhau, nhưng mà tự nhiên khi mình đến đây đó, đi vô công viên này, cái tâm mình cảm thấy nó nhẹ, cái mình muốn ngồi đây thêm một chút nữa, ngồi đây lâu hơn một tí so với ngày thường. Từ trước tới giờ thì ít khi nào mà mình qua Tổ Đình cúng mà mình ngồi lại ở một vị trí nào nó lâu lắm, giống như hai từ vội vàng. Người ta đặt cái từ, cái câu hát hay lắm, vì tôi thấy cuộc đời không sao quá vội vàng, không biết họ làm gì. Nhưng mà hôm nay tự nhiên mình cảm thấy không nên vội vàng giống như mọi khi. Và sau khi cúng xong rồi đó, mọi người ở trong kia rất là đông, mình ra đây mình ngồi mình hít thở không khí vào cái ngày mùng 2, cảm nhận những cái sự bình yên trong tư tưởng và tâm thức của mình. Có lẽ qua thời gian dấn thân công tác từ thiện nhiều, mặc dù nó là thiện hạnh, nhưng đó là dòng nước trong đi. Mặc dù đó là dòng nước trong, dòng nước mọi người xài được, nhưng vẫn là dòng nước đang trôi chảy. Thì dòng nước đang chảy thì nó sẽ không bao giờ lắng dịu, dù chỗ đó là dòng nước nó có thể là trong như thế nào, nhưng mà nếu nó chảy mạnh thì nó có thể nó xuôi để rất là nhiều thứ. Nhưng mà khi lắng dịu lại rồi thì cõi lòng mới nhẹ nhàng được. Cho nên tự nhiên cái cảm nhận muốn ngồi đây, ngồi cho thoải mái. Rồi trong thời gian này thì mình ngồi thoải mái nghỉ ngơi, rồi mình sẽ quay nhẹ một cái cảnh chung quanh yên tĩnh của Tổ Đình cho mọi người xem cánh ngoài nha. Chứ ở trong bề bộn lắm, ở trong nhà lúc này rất là đông, mọi người rất là đông, người ta đến cũng đông lắm. Xe gửi bến chật nước mà, nhưng mà ở ngoài đây thì đi trong nó thoáng. Có lẽ một là do nắng, thứ hai nữa là do người ta chỉ tập trung cúng rồi đi. Còn mình thì mình lại thích lại cái cảnh yên tĩnh trước bông hoa như thế này. Rất là đẹp nha, bông hoa không luôn. Rồi. Yên tĩnh trước đám bông hoa nó khỏe hơn. Đây là chậu bông cúc pha lê. Đẹp nha. Cúc pha lê. Vị trí mình đang đứng hiện tại là nơi Tổ Đình, là cái nôi của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Trong buổi sáng ngày hôm nay, điểm cúng thứ ba mà mình đến trong chuyến đi của mùng 2. Thứ hai, điểm cúng thứ hai đó là Tổ Đình. Điểm thứ nhất hồi nãy mình cúng đó là thuộc về phạm vi của Vinh Sơn Trung. Rồi ghé tham quan cây mai đẹp. Cây mai đó hiện nay chắc cũng giá cao, ba cây mai đó là giá tiền cao rồi đó. Sau đó đi thẳng qua bên Tổ Đình. Đây là trung tâm Tổ Đình Phật Giáo Hòa Hảo, nơi Đức Tôn Sư đản sinh. Buổi sáng ngày hôm nay thì đồng đạo đến đây cúng rất đông. Giờ này là giờ cúng cơm bên trong. Theo quy định thì nơi đây chúng ta chỉ được phép đến cúng và tham quan, chứ không được phép quay phim chụp hình từ phía bên trong. Vì vậy cho nên chúng ta chỉ được ngắm mọi người bên trong qua cái hình ảnh từ bên ngoài. Giờ này thì tới giờ cúng cơm, mọi người đi vô cúng cơm rất là đông.
Đây thì tuyệt vời, có cây trắc bá diệp. Trắc bá diệp này rất là cao tuổi rồi. Nhiều cây cổ thụ, trong đó là phái đoàn của ông chú ở dưới, ông ở dưới, nhờ ông ở Nhân Mỹ hay á, Nhân Mỹ ha, trong trong cây gút vậy. Ông sống 100 tuổi, ông dắt phái đoàn đi cũng đông, lên đây cúng vào buổi sáng. Nhưng mà mình rất tiếc mình không có tiện để mình quay, là do đây điểm này ông đang đứng trong cái khu cấm, cấm không cho quay phim chụp hình. Đông Lập đó là nằm thành đó là cổ số 10 hả? Vừa qua cầu số 10 một chút đó. Là mình quẹo qua bên sông đó, ngó bên sông vậy, là Tân Lập đó. Tân Lập là nó bên sông. Tới đây rất yên bình, thoải mái, ngồi đây nó sướng như đâu, không cần đi đâu xa. Bông hoa rất là đẹp. Ngồi đây cảnh ở trong là mọi người cúng ngang, mọi người cúng giếng bên trong, mình ngồi bên ngoài. Chỉ cần ngồi bên ngoài để hưởng không khí trong lành là đủ rồi, không cần phải tính gì thêm. Có thời gian trống mới nhìn lại xung quanh được chứ. Ồ, con công và tên nó đã ngang. Khi mình giỏi vàng quá mọi việc cũng không có gì để hay. Con công này giờ này thấy nó đẹp, đẹp cực kỳ. Con công đơn giản thôi, quá dồi dào trong đời sống sẽ không hay lắm. Chậm một chút, thoải mái một chút, nhẹ nhàng một chút cho tất cả yên bình hơn. Đây là gieo duyên đầu xuân. Ủa cái này của ai mà một cô và 2 3 4 5 6 7 cô luôn 8 9 10 11 10 là 15 hộ ha. 15 hộ. Đây là đầu xuân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể tất cả các vị. Điểm cúng thứ 3 trong ngày hôm nay đó là An Hòa Tự, là cái nôi của tôn giáo, là một điểm tín ngưỡng tâm linh chung cho toàn thể tất cả những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng và toàn thể thế giới đồng bào nhân loại nói chung, không phân biệt ở một nơi miền nào trên mọi miền thế giới. Ai muốn trở về nơi dùng tín ngưỡng tâm linh, nơi Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo để cứu độ quần sanh trong thời kỳ khó khăn khổ sở và trong thời kỳ hiện tại, giáo pháp vẫn tiếp tục vươn xa để đem lại cái niềm lợi ích cho chúng sanh, tháo gỡ mọi sự phiền tối, xóa bỏ tất cả mọi sự mê lầm và đưa cho chúng sanh đến chỗ giác ngộ và an vui tịch tịnh trong chân lý giáo pháp qua một quyển thi văn giáo lý của Ngài, là một điều hết sức đặc biệt. Và tất cả chúng sanh ai muốn thoát khỏi những chỗ mê lầm, muốn tìm về nơi an vui tịch tịnh và muốn thoát khỏi những cái bể khổ hồng trần thì nên nương vào đây để chúng ta có cơ hội để được diện kiến các bậc Phật tiên thần thánh hoặc giả, được sanh về cảnh giới của hội Long Hoa hay là cõi Tây Phương Cực Lạc. Giáo pháp của Đức Thầy là một nguồn suối mát, là tất cả những điều vi diệu nhất mà chúng ta có thể hiểu và thấu được nếu như chúng ta có được cái nhân duyên được hiểu và đọc qua giáo pháp của Ngài, thì đây là một điều chúng ta may mắn nhất. Và nếu chúng ta có được cái thời gian tu tập theo giáo pháp của Đức Thầy, chứng tỏ là chúng ta là người có duyên sâu với Phật pháp, để chúng ta có đủ điều kiện để tiến hóa, đưa con người mình lên thoát khỏi mọi sự khổ của hồng trần. Hôm nay ngày 1-2 Tết thì tất cả những người ta về lấy cúng chùa cũng rất là đông. Mình đi vào buổi trưa nhưng mọi người cũng rất là đông nha.
Đây, ở đây thì mời mọi người coi lại quang cảnh xung quanh của An Hòa Tự. Đây là buổi trưa tại An Hòa Tự. Hôm nay mọi người đi cúng chùa rất là đông luôn. Mùng 2 Tết. Bây giờ mình đi ra phía trước nha, để đi một vòng chiêm bái những ngôi thờ là tượng Quan Âm Bồ Tát. Đây là mọi người đang cúng ngôi thờ cho Đức Đạt Ma Tổ Sư. Chúng ta tại phía ngoài là bàn chánh của ngôi An Hòa Tự. Đây bàn chánh là một ngôi chùa cổ. Căn cứ theo sử liệu thì nền và chùa đã có tương đối là đến thời điểm này là khoảng 170 năm trở lên. Nhưng riêng về những cái tượng Phật chúng ta đang được thấy đặt trên chánh điện á, thì đã có với cái thời gian đến thời điểm này cũng đã gần 100 năm hết, là những tượng Phật cổ 100 năm trên 100 năm. Đây là trung tâm của tôn giáo nền đạo Phật giáo Hòa Hảo tại chùa An Hòa Tự, là cái nôi của đạo và điểm đến của toàn thể tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung, là điểm đến của toàn thể đồng bào và nhân loại nói riêng trên 10 phương, trên tất cả mọi miền đất nước, ai muốn về cũng được. Cái sân này giờ trưa là trống luôn nha. Bây giờ trưa là cái sân rất là trống, rất là thoáng. Đúng hơn là giờ này tại ít có người đi á, 12 giờ rồi cho nên ta vô bóng cây nhà núp chân. Nhưng mà ở những cái nhà ăn á, với lại là mấy chỗ khác thì rất là đông. Ồ, nắng đủ độ luôn. Giờ này khát nước hay gì rồi, buồn rồi. Đây là nhà lưu niệm. Đây là nhà lưu niệm. Nhà lưu niệm là nơi để tất cả các kỷ vật liên quan tới Đức Thầy, từ sấm giảng cho tới tóc, dấu răng tay, chữ ký,
những bản mẫu gì thì mà năm xưa đã từng có liên quan còn được thì để vô nhà lưu niệm.